chào các bác cô chú anh chị. Khung cảnh chợ Tết thế kỷ 21 đây nhưng vẫn rất đậm cái chất riêng của chợ Tết Hà Nội này. Những người bán rong cầm những cành đào, những người mua sắm tấp nập, nó giống với khung cảnh Tết xưa lắm các bạn. Đấy. Chỗ này rất là sôi động. Hãy cùng tôi đi cùng một vòng cái chợ hoa đào ngày Tết này các bác nhé.
lập thế này. Mỗi người cầm một bình nào chào bán, rất giống như khung cảnh chợ Tết xưa. Có những cành đào nở rất là rộ, ví dụ như cây kia nở rất nhiều rồi.